Alo, xin chào mọi người. Hôm nay trời vẫn còn mưa gió quá các bạn. Này, các bác xem vẫn còn những hạt mưa bay 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 đây. Đấy, mưa rầm rã từ hôm qua tới hôm nay rồi các bạn. Đấy. Thế thì trời mưa Alo làm gì? Thì vẫn loanh quanh câu chuyện về ong ve thôi. Alo đã đi che chắn lại hết cho nó rồi các bạn. Đây, tăng cường thêm lá cọ. Đấy. Ong rừng vẫn chăm chỉ về bắt ong nhà các bạn. Đấy. À, bây giờ quay cái thùng ong tôi om này các bạn này. Không nhìn thấy gì luôn. Đấy, che chắn cho tới mức như vậy mà. Sao lại cứ tôi om này, không nhìn thấy cái gì hết. Đấy. Thế thì trời mưa, Alo sẽ chia sẻ công việc trời mưa của Alo nhá. Trước tiên thì ra quay thùng ong này cho các bác xem. Ong nhà Alo mưa vẫn đi làm luôn nhá. Mưa vẫn đi làm, vẫn lấy phấn về ẩm ẩm. Đấy. Nó vẫn đi làm lấy phấn các bạn. Lác đác thôi. Nói ẩm ẩm thì lại phét tí đây. Nhưng mà tối quá không nhìn thấy gì. Để đi sang những cái tổ này xem nó có sáng sủa hơn không. Cũng thế. Cũng tối om các bạn. Alo che lại hết rồi. Đấy. Mưa gió này thì các bác cũng nên che chắn lại tổ ong của nhà mình giống như Alo nhá. Để con ong nó yên tâm. Có chỗ trú ngụ tốt. Mưa gió không không tới mặt, không tới đầu. Đấy. Còn câu chuyện nó đi làm hay không thì đấy là việc của nó, mình không quan tâm được các bạn. Thì đây là đống lá cọ hôm trước Alo có quay ở video trước đây. Hôm qua đây thì Alo đã phun đi gần hết rồi. Để mang đi che chắn cho chúng nó rồi. Đấy. Mưa này thì mình che chắn, đợt này mưa rét mà. Mưa rét thì mình cần phải che chắn cho nó ấm một tí. Đấy, vẫn có con đi làm mà kìa. Vẫn đi lấy phấn được. Đấy. Nhưng mà nó đi không mạnh được các bạn. Đều che hết, tối om hết luôn. Đấy thì mình lên bổ sung chăn bổ sung. Mùa này thì phấn thì mình không cần phải chăn nữa rồi. Mình chỉ cần chăn nước đường thôi, hoặc là mật, mật cũ để lại cũng được. Vẫn có những con lác đác lì phấn bình thường các bạn. Tuy nhiên là số lượng không đáng kể. Thôi thì câu chuyện đi làm là câu chuyện của ong. Câu chuyện nói chuyện này, việc mình cần làm, đấy là việc của mình. Đấy, thế thì mưa gió này thì mình cũng lên phòng tránh cho ong một chút. Sau đó thì mình sẽ làm những cái công việc khác. Đấy, như Alo hôm nay đang làm thước. Đấy, và đây quay cho các bác xem là làm thước như Alo làm thước như thế nào nhá. Thì đây Alo vừa đi chặt một cây, cây này là cây bát độ nha các bác nhá. Về thì bắt đầu mình cưa ra để làm thước các bạn. Này, dùng cưa tay đây. Thôi nhà không có máy móc thì mình cứ làm thủ công thôi. Đấy, cũng không quan trọng lắm. Nhiều người chia sẻ là làm máy làm miếc nhìn thì cũng rất là đam mê, rất là thích. Nhưng mà tuy nhiên thì mình không có máy móc thì mình cứ làm như vậy đã các bạn. Đây, Alo đặt máy quay đây thì mà các bác cùng xem Alo làm thước nhá. Thôi thì mưa gió mình cứ làm được đến đâu thì mình làm các bạn. Thước thì bây giờ mình chưa có máy móc thì mình làm bằng gỗ thì nó khó. Đấy, thế là mình quay ra mình làm bằng tre, mình làm bằng tre hay là bằng mát hay là bằng cái gì cũng được. Đầu mình cố gắng mình dùng cưa mình cắt cho nó bằng đi. Thì sau đó mình sẽ chẻ luôn, chẻ nó ra thành từng cái một thì mình sẽ cắt, mình sẽ chỉnh cỡ sau. Người ta làm có máy có móc thì nó căng ke được kỹ hơn, được từng phân từng gem một, nhưng mà mình không có máy thì mình làm áng chừng thì các bạn không quan trọng.
mình cứ cho nó là quan trọng thì nó là quan trọng, còn mình cứ cho nó là giản đơn thì nó là giản đơn. Người ta chia sẻ thì cứ phải làm 8 ly, 7 ly hay là 1 phân. Nhưng mà Aliu làm thì cứ vừa mát là được, không quan trọng. Thì chắc là nó chỉ trong khung đấy thôi. Nó chỉ khung đấy thôi mà. Làm nhiều nó thành quen rồi mà. Mình đặt cái thước vào mình đã biết là tầm nào cho nó hợp lý. Thì nó chỉ loanh quanh tầm khoảng độ 7 ly đến 1 phân gì đấy thôi. Đây. Đo cho các bác xem đây. 8 ly các bạn. Đấy, 8 ly. Đấy. Mình cứ ước chừng vậy thôi. Cũng đấy, cũng chuẩn. Khoảng 8 ly. Đấy. Thì sau khi mình làm ra được một đống rồi thì bắt đầu mình mới chặt bằng. Chặt bằng thì Aliu chặt 41 phân. Nhưng chuẩn của nó thì nó là 42 phân, nhưng mà mình chỉ làm 41 phân thôi. Nó hụt đi 1 phân thì khi mình thao tác mình lấy lên các thứ nó sẽ dễ hơn. Đó. Làm được một cái thước thì cũng rất là đơn giản đấy các bạn. Không có gì là cầu kỳ cả. Cái cây nhà lá vườn mình có sao mình làm vậy. Nếu như là mình có máy móc mình dọc một phát thì nó sẽ còn nhanh hơn nhiều. Nhưng mà vấn đề là đây mình không có máy móc thì mình có sao mình làm vậy. Đấy. Chứ còn mình nuôi ong thì mình cũng cần phải chủ động một chút. Chứ mình phụ thuộc quá thì cũng không được các bạn. Đấy. Thôi mình cứ phát triển dần dần. Sau khi mình làm lên số lượng nhiều nữa mình ham đóng bọc thì mình có thể mua máy về tự làm, còn mình không ham, mình không thích thì mình đi mua thùng cũng được, không vấn đề gì cả. Tất cả là đó là tiền đầu tư cả thôi, đầu tư máy móc cũng thế. Máy móc thì mình làm được thì cái thùng nó rẻ hơn, mình có thể tận dụng được, nhưng mà mình lại mất công sức cũng như nhau cả thôi. Nếu mà mình mua thì mình có quyền lựa chọn. Gỗ nó chỉ là một loại thôi, nó giống như ý của mình hơn. Còn nếu mà mình mà mua về mình đóng của nhà mình ấy thì mình chắc là cũng chẳng là bỏ công mình đầu tư mua gỗ đâu. Mình lại tận dụng thì cũng thế cả thôi, không vấn đề gì cả. Đấy. Công việc ngày mưa gió thì nó chỉ thế thôi. Đấy thì sau khi mình chặt làm được một đống như này thì bắt đầu mình sẽ chặt một cái chuẩn và mình đo mình chặt tiếp rồi thì nó cũng rất là nhanh các bạn. Đấy. Video này thì thuộc như kiểu dạng vlog ấy, vlog cuộc sống hàng ngày của Aliu nhé. Đấy, các cụ bảo dễ như trẻ tre là có thật các bạn. Ngồi chả một lúc đã được một đống thước ở đây. Đấy, bây giờ chỉ cần ngồi căn chỉnh và đẽo được như cái đầu tiên Aliu làm nên là ok. Nào, sẽ có một đống thước. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27 cái thước một ống. Đấy, một cái ống này, một cái gióng này được 27 cái thước. Đấy, thế thì chỉ cần ngồi khoảng độ tiếng hơn tiếng thôi là có hàng trăm cái thước rồi, tha hồ mà dùng. Đó. Vậy thì vlog cuộc sống ngày hôm nay Aliu xin kết thúc tại đây nhá. Xin cảm ơn các bác. Nhớ ủng hộ cho Aliu một like, một share, một đăng ký kênh nhá. Để được giao lưu rộng rãi với các bác nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhá.